huấn luyện viên Ten Hag, Mu chưa sẵn sàng nhưng ngoại hạng Anh đã bắt đầu. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có đôi lời chia sẻ về Manchester United trước thềm mùa giải mới 2024/25. Trước thềm trận đấu mở màn ngoại hạng Anh 2024/25 giữa Man United với Fulham, diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 17 tháng 8 giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có những lời chia sẻ thật lòng về đội bóng của mình, trong đó chiến lược gia người Hà Lan nêu ra những vấn đề mà Quỷ Đỏ đang phải đối mặt. Khi được hỏi Mu đã sẵn sàng cho mùa giải mới chưa, Ten Hag cho hay, chưa, đúng là như vậy, đây không phải là giai đoạn trước mùa giải, mà bạn có thể làm việc với đội trong 5 hoặc 6 tuần. Rất phức tạp. Nhưng chúng tôi đã có đội hình du đấu tại Mỹ, bổ sung cầu thủ tại Euro và Copa America, giờ là những bản hợp đồng mới và phải tạo nên một đội từ đó. Man United chưa sẵn sàng nhưng ngoại hạng Anh đã bắt đầu. Nhiều huấn luyện viên phải giải quyết vấn đề này, chúng tôi chắc chắn có vấn đề. Nhưng câu lạc bộ có một số quy tắc và nguyên tắc, chúng tôi phải bắt đầu, không thể trốn tránh, toàn đội không chạy trốn khỏi nó, phải giải quyết nó. Tiếp tục buổi họp báo, huấn luyện viên Ten Hag thừa nhận Man United cần phải hiệu quả hơn trong tấn công. Chúng tôi biết mình tạo ra nhiều cơ hội, vấn đề là sự bình tĩnh, hiệu quả hơn. Trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đây sẽ là điểm nhấn trong những tuần và tháng tới để cải thiện. Toàn đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nói về tham vọng của Mu ở mùa giải này, cựu huấn luyện viên của Ajax khẳng định, chúng tôi biết mục tiêu của mình, biết rằng câu lạc bộ đang đi đúng hướng, đội đã giành được 2 danh hiệu, chúng tôi biết mô hình trận đấu của mình, vì vậy bây giờ Man United phải tích hợp những cầu thủ mới, để có thể cải thiện mô hình trận đấu nhằm nâng cao trình độ của đội. Tiếp tục từ đó, tôi luôn có kỳ vọng rất cao và muốn giành danh hiệu. Chia sẻ về chấn thương của Luke Shaw, huấn luyện viên Ten Hag tỏ ra tích cực, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại trong thời gian ngắn, không mất nhiều thời gian. Tất nhiên là chúng tôi đang mong chờ. Luke Shaw là cầu thủ rất quan trọng với đội ngũ muốn cậu ấy trở lại càng sớm càng tốt nhưng không thể thúc ép quá trình này. Man United sẽ rất mong muốn có một khởi đầu chiến thắng khi họ đối đầu với Fulham tại Old Trafford vào rạng sáng ngày 17 tháng 8. The Reds đã giành chiến thắng trong trận mở màn Premier League mùa giải trước và sẽ quyết tâm lấy thêm 3 điểm nữa vào tuần mở màn của mùa giải mới.